lò nó dày khoảng 30 phân nhưng mà đứng dày, đứng ngoài đây không nghe nóng, khói ngoài kia. Cái chỗ này chưa hoạt động, chưa có nước nữa. Đây làm ô nhiễm cái bầu trời Việt Nam ghê gớm. Các bạn coi khói nè. Khói nè. Khói nè. Mình nghe trước mình coi. Quay cho bạn coi khói nè. Đây có đường nước thải đi ra ngoài cống. À, đây là cái dây thu lôi. Dạ, cái dây thu lôi nó làm đơn giản quá các bạn. Dây mà thu lôi của cái chống khói nè, dây thu lôi làm quá đơn giản luôn mà. Cho anh coi cái ống khói nè, đó cái ống khói nè.
khói nhiều mà đốt vậy mà khói đó nó làm cái dây thu lôi gắn thì nó truyền xuống dưới đây nha, đơn giản khói nhiều luôn, khói trắng khói à, nhìn khói này khói nó bay này đó mà nó đốt này suốt ngày suốt đêm nha mà đốt như vậy là suốt ngày suốt đêm luôn đó, khói nó bay này quanh là cái dây cái ống đỏ này là cái đường chữa cháy nha, ống nước chữa cháy, dây thu lôi chỉ đóng cái cọc sơ sơ vậy thôi này, ui nó làm vậy là quá ẩu ha, cái này là cái dấu mà đóng cái búa đóng là quá đơn giản luôn. Chôn sâu này. Đây là những cái sắt của công trình đây. Còn đây là những cái kho này. Kho báo phế của công ty mà.